Xin chào các bác, tôi là Biên, giám đốc điều hành sáng lập trực tiếp trung tâm cây giống Tam Đảo. Ngày hôm nay tôi làm một cái video này để giới thiệu cho các bác chúng ta nắm bắt về tất cả những cái gì thông tin liên quan đến cây kỳ Hải Nam. Trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều các bác gọi điện cho tôi rất muốn trồng cây kỳ Hải Nam nhưng chúng ta còn chưa hiểu hết về cây kỳ Hải Nam, là cây này xuất phát từ đâu, trồng với mục đích gì và phát triển cái tốc độ kinh tế của nó đối với Việt Nam có phù hợp không. Thì ngày hôm nay tôi sẽ nói hết trong video này. Cây kỳ Hải Nam là gì? Bản chất đây là một loại cây xuất phát từ đảo Hải Nam của Trung Quốc. Và hàng năm cái ngọn đảo này phải gánh chịu rất nhiều cơn bão đi qua. Sau khi cơn bão đi qua thì những cây gió màu ở nơi đây thì nó bị đổ gãy. Và các nhà khoa học ở đây đã nghiên cứu và quan sát, kết luận rằng đối với những cây gió màu sau khi bị gãy đổ có khả năng hình thành tạo trầm tốt hơn so với những cây đang phát triển bình thường tại nơi đây. Họ đã bắt tay vào nghiên cứu và cấy ghép rất nhiều các phương pháp khác nhau. Và họ kết luận ra được một số các loại giống có khả năng hình thành tạo trầm tuyệt đối. Và từ đó cây kỳ Hải Nam ra đời. Và các bác có thể nhìn thấy ở trên bàn tôi đây là một trong loại giống được xuất phát từ đảo Hải Nam của Trung Quốc, được mang tên là cây kỳ Hải Nam. Ngoài cái tên là cây kỳ Hải Nam ra thì đối với cây này nó cũng có một cái tên gọi khác là kỳ Nam bán tự nhiên. Bản chất thì nó đã có tác động bởi bàn tay con người, nhưng nó có khả năng tự hình thành tạo trầm. Gốc ở đây thì vẫn là gốc gió màu, nhưng lại được ghép bởi cây kỳ nam mẹ. Câu chuyện cây kỳ nam mẹ ở đây là gì? Ở trong hàng ngàn cây gió bầu tự nhiên thì mới có một cây có trầm. Và người ta thống kê hàng triệu cây gió bầu tự nhiên mới có khả năng có một cây có kỳ. Các nhà khoa học Trung Quốc kết hợp với người dân bản địa, họ đã đi tìm kiếm ở rất nhiều các ngọn núi. Và họ đã đưa về được một số các loại cây gió bầu tự nhiên đã sinh kỳ. Và đây là những cái cây gió bầu mang một trong những cái nguồn gen rất tốt để họ sử dụng công nghệ cấy ghép làm thành phẩm những cái cây mang tên cây kỳ Hải Nam như thế này. Tôi cũng có rất nhiều chuyến công tác tại Trung Quốc, thậm chí tôi cũng đã đưa những người bạn của mình đi sang bên đó để tìm hiểu về thị trường ở Trung Quốc. Đối với những cây kỳ nam mẹ thì ở bên đó người ta bảo vệ rất nghiêm ngặt, người ta thậm chí xây nhà đóng khung lồng sắt và khóa trái khóa ngoài, sử dụng camera giám sát 24/24. Thậm chí chúng tôi sang bên đó tham quan cũng chỉ được đứng bên ngoài để theo dõi và theo sát. Những cây mà được ghép từ cây mẹ kỳ nam chuẩn thì chúng tôi gọi là cây thế hệ 1 hay là cây loại 1, chúng tôi thường gọi như vậy. Đối với các dân buôn hiện tại bây giờ, người ta hay lừa đảo, và những người không có kiến thức thì người ta hay sử dụng những cây gọi là F1, F2 và F3, và cây đó sử dụng là không đúng. Đối với kỳ Hải Nam thì bản chất là một cây ghép thì không thể gọi được gọi là F1 được, bởi vì nếu các công trình nghiên cứu đối với F1 thì phải có cây mẹ và cây bố, tức là phải có hai cây, cây một cây cái thụ phấn, sau đó là tạo quả sinh hạt, thì cái hạt đó lẩy mầm lên thì mới được gọi là những cái cây F1, và mang nó hầu hết chỉ áp dụng đối với những cây có trái ăn quả và nó cho cái sản lượng nhiều. Nhưng đối với cây này thì chúng ta sử dụng phương pháp ở đây là cấy ghép. Chúng ta chỉ được gọi là, chúng tôi gọi là cây thế hệ 1, chứ không gọi là cây F1. Chính những người họ không biết như vậy, họ bán giống và họ đưa ra những thị trường những cái sản phẩm cây giống ấy, thực tế là có thể sẽ là những cây nọ ghép vào cây kia, hoặc là những cây thế hệ 3, thế hệ 4 họ lấy lại mắt, họ lại ghép lại để cung cấp cho bà con. Và cái thị trường kỳ nam ở Việt Nam bây giờ nó rất là phức tạp. Chúng ta xác định mua một cái cây giống mà chúng ta không để ý, chúng ta không quan tâm đến cái cây đó, cũng là một câu chuyện thành hay bại, cũng rất là vất vả đối với bà con chúng ta. Và cái câu chuyện này xảy ra ở Việt Nam rất nhiều lần đối với rất nhiều các loại giống cây, từ cây mắc ca đến những cây khác thì cũng rất nhiều bài học cho đến nay. Thì bây giờ tôi sẽ nói về cái vị thế của cái cây kỳ Hải Nam trên trường quốc tế nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Đối với cây kỳ Hải Nam này thì nó sản xuất ra trầm và nó có thể tự hình thành tạo trầm rất là tốt, và các quốc gia họ chấp nhận bỏ ra rất nhiều tiền để sử dụng những cái sản phẩm trầm đến từ cây kỳ Hải Nam này. Các bác có thể theo dõi tôi trong những cái thời gian gần đây là tôi có rất nhiều những cái chuyến công tác đi sang Trung Quốc. Và tôi có thể là những người đầu tiên đi sang Trung Quốc và có hình ảnh thực tế mang cây kỳ nam từ Trung Quốc về Việt Nam. Và tôi cũng là những người có khả năng ký kết hợp đồng thu mua bao tiêu sau này cho các bác ở tại thị trường Việt Nam. Đối với thị trường quốc tế thì các quốc gia họ cần cái sử dụng những cái sản phẩm đến từ trầm hương để phục vụ cho cái nhu cầu tâm linh và cái
tôn giáo của họ rất là nhiều, cụ thể như Ấn Độ, Philippines, Trung Quốc và các tiểu vương quốc. Đối với tôi, mỗi lần chuyến công tác tại Trung Quốc thì chúng tôi lại rút ra rất nhiều bài học và học được rất nhiều những kiến thức đối với trầm hương. Cho đến nay thì đối với cây kỳ hải nam này là một trong những loại cây cực kỳ mới, và người Trung Quốc họ liên tục đi thu mua ở những cái nhà người ta trồng được khoảng độ từ 5 đến 6 năm, và cái nguồn cung không thể đủ cho thị trường. Và chúng tôi đánh giá đây là một trong những loại cây mà thị trường đang rất cần và có giá trị kinh tế rất cao. Tuy nhiên thì cái đầu vào thu mua cây giống thì cũng khá đắt đỏ. Đối với những cái vòng trồng này từ cây kỳ hải nam thì các doanh nghiệp xưởng sản xuất Trung Quốc họ bán giá dao động từ 1 triệu 8 đến 2 triệu đồng trên một cái vòng trầm như thế này. Và không chỉ sản xuất vòng trầm mà họ còn sản xuất nhang trầm, trà trầm và tinh dầu trầm. Đối với tinh dầu trầm thì giá dao động thị trường ở bên Trung Quốc họ bán từ 200 triệu đồng đến hơn 500 triệu đồng trên 1 lít tinh dầu, tùy theo cái chất lượng của cái loại tinh dầu đó. Và hầu như là không đủ để cung ứng ra thị trường hiện nay. Chúng tôi đã đưa cây này về Việt Nam và chúng tôi đánh giá đây là một trong những loại cây cực kỳ kinh tế. Và cái bài toán chúng tôi muốn giải quyết ở đây là chúng tôi cần cái sản lượng sau này khi bà con chúng ta trồng, chúng tôi là những người thu mua. Về kỹ thuật trồng của cây này thì chúng tôi sẽ thực hiện vào trong những video sau và sẽ giải thích cụ thể cho các bác để chúng ta nắm bắt được cái cách thức, khí hậu, thổ nhưỡng và mẫu đất, chất đất để chúng ta trồng và phát triển ở tại Việt Nam làm sao để cho phù hợp, và cái hiệu quả khi chúng ta trồng cây này là chúng ta phải sử dụng những cái kỹ thuật và thời gian thu hoạch là bao nhiêu lâu. Để hy vọng trong những video sau thì tôi cũng sẽ cập nhật hết đầy đủ cho các bác. Video ngày hôm nay thì tôi nói về một số các vấn đề chính về cây kỳ hải nam. Nhất là bà con chúng ta còn lo ngại về vấn đề đó, và cái thị trường hiện nay là có rất nhiều người sử dụng hình ảnh của tôi và rất nhiều người không có kiến thức về cây kỳ hải nam, họ đang bán những cái dòng giống rất là rẻ ở bên ngoài thị trường. Chúng ta cần phải lưu ý, chúng ta cần phải có kiến thức và chúng ta phải dành thời gian tìm hiểu chúng ta trước khi chúng ta trồng. Chỉ khi bà con chúng ta hiểu về cái giá trị và chúng ta trồng cây, chúng ta biết chúng ta làm gì, trồng cây đó chúng ta cung cấp cho ai, thì chúng ta mới yên tâm để chúng ta phát triển được. Ngoài ra thì cái thị trường hiện nay về cái cây kỳ hải nam nó cũng khá là phức tạp. Hy vọng là bà con chúng ta dành một chút thời gian chúng ta tìm hiểu. Và tôi xin phép dừng video tại đây. Tôi là Biên. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi có động lực hàng ngày tôi làm những video nhiều hơn để chia sẻ kiến thức về cây kỳ hải nam. Xin chào.